Xin chào, chào mừng các bạn trở lại với Rich Dialog Official. Và đây là một cái tập vô cùng đặc biệt dành cho các bạn. Đó chính là 8 bước để ứng dụng luật hấp dẫn. Các bạn biết không, luật hấp dẫn đã tồn tại trong vũ trụ này rất là nhiều năm. Đó là một cái luật mà tạo ra cái sự kỳ diệu cho cuộc đời này. Có rất nhiều người đã dùng luật hấp dẫn để tạo ra những món quà kỳ diệu, giống như có một đứa con, giống như có một ngôi nhà mới, giống như có một chiếc xe mới. Các bạn biết không, luật hấp dẫn đó chính là cái cách mà chúng ta cần phải hiểu nó và vận dụng như thế nào. Và trong tập này chúng ta cùng tìm hiểu các bạn nhé. Và bây giờ hãy tới ngay phần đầu tiên. Các bạn thân mến, trước khi đến phần đầu tiên trong việc ứng dụng luật hấp dẫn, tôi muốn các bạn hãy nhìn vào phía sau. Vô cùng đẹp đúng không ạ? Một khoảnh khắc vô cùng ấn tượng. Những video của tôi thì thường là những video được truyền cảm hứng rất là nhiều thông qua những địa điểm rất là đẹp. Và đội ngũ chúng tôi đang quay video này cũng rất là mong muốn được truyền cảm hứng cho các bạn. Cái bước đầu tiên để chúng ta có thể ứng dụng đó chính là chúng ta hãy nghĩ về cái kết quả mình muốn có. Giống như ngày hôm nay, bạn muốn có một kết quả giống như là bạn sẽ ở một cái gì dọn ở phía xa kia. Đó, thì bạn hãy nghĩ về nó. Đó, hoặc là bạn muốn có khoảng tầm 1 tỷ trước Tết chẳng hạn, thì bạn có thể nghĩ về cái số tiền bạn muốn có. Hãy tưởng tượng nó kiểu như là bạn đã sở hữu nó rồi đó. Làm sao để mình đưa cái trong tư duy của mình, trong cái ý nghĩ của mình, nó tạo ra một cái con số, tạo ra một cái kết quả gì đó, mình có thể đạt được nó. Và mình tạo ra cái cảm giác giống mình đã sở hữu nó rồi, và mọi thứ sẽ rất là tuyệt vời. Và bây giờ bước tiếp theo để ứng dụng luật hấp dẫn đó chính là thiết lập mục tiêu. Đây là phần vô cùng quan trọng cho tất cả những người muốn thành công. Mục tiêu gồm 3 phần. Phần số 1 là kế hoạch. Chúng ta phải lên được một số những cái khung thời gian để chúng ta có thể hoàn thiện được cái mục tiêu đó. Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bên cạnh đó, các bạn cần phải có những chiến lược cụ thể. Đó là bước thứ 2 trong cái phần về mục tiêu. Ví dụ, khi tôi mua một chiếc ô tô thì chiến lược của tôi là gì? Tôi dùng cái ngân sách gì và cái nguồn quỹ gì để tôi có thể dùng nó để có thể sở hữu một chiếc ô tô. Và điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải có kế hoạch hành động. Đó chính là cái kế hoạch, ai sẽ là người thực hiện, bạn cần phải làm nó mất bao lâu, và điều gì sẽ giúp bạn thành công, và sẽ giúp cho bạn thành công hơn rất nhiều trong cái sự nghiệp của bạn. Và các bạn biết không, với tất cả những người thành công thì họ luôn luôn đặt cho họ một cái mục tiêu họ có thể thực hiện được, thậm chí nó chỉ với hơn một chút thôi, và chỉ có như vậy mới giúp bạn thành công. Và bây giờ hãy tới ngay bước tiếp theo, đó chính là biết ơn những gì bạn đang có. Trong cuộc đời này, biết ơn đó chính là chúng ta đang tạo ra một cái nguồn năng lượng vô cùng lớn từ mẹ trái đất và vũ trụ. Chúng ta càng biết ơn thì luật hấp dẫn càng có hiệu nghiệm với các bạn. Biết ơn những gì? Biết ơn về cơ thể của các bạn, bởi vì nó biết lắng nghe các bạn. Biết ơn cha mẹ các bạn sinh thành ra các bạn. Biết ơn những cơn gió. Biết ơn những bầu trời bao la. Biết ơn mẹ trái đất. Biết ơn vũ trụ rộng lớn. Và các bạn biết ơn, đó chính là chúng ta đang tạo ra cho mình một tần số để giao tiếp được với vũ trụ. Vậy ngày hôm nay, tất cả những người biết ơn đều tạo ra những cái thứ tuyệt vời trong cuộc đời của họ. Sự hạnh phúc, sự bình an, thậm chí là cả tiền bạc. Và họ sẽ gặp rất nhiều may mắn hơn trong cuộc đời. Vậy thì vũ trụ sẽ hoạt động như vậy, luật hấp dẫn sẽ hoạt động như vậy. Bước tiếp theo để ứng dụng luật hấp dẫn đó chính là hãy sử dụng phương pháp hình dung tưởng tượng. Chúng ta hãy sử dụng tất cả giác quan của mình đang có, 5 giác quan bên trong, 5 giác quan bên ngoài. Thứ nhất, về thị giác, về thính giác, về xúc giác, về khứu giác và vị giác. Và nhiều nhất là chúng ta dùng 3 thứ. Thứ nhất là thị giác, thính giác và xúc giác. Chúng ta hãy tưởng tượng về những thứ mà mình đang sở hữu nó trong cuộc đời này. Giống như cái ngôi nhà bạn muốn có, thì hãy hình dung tưởng tượng nó giống như bạn ngồi ở trong phòng khách, trên ghế sofa. Bạn có cảm giác tuyệt vời khi bạn ở trong phòng ngủ, bạn cảm thấy được rất là tuyệt vời với giấc ngủ sâu, giấc ngủ bình yên. Và hình dung tưởng tượng nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy tuyệt vời hơn trong cuộc đời rất là nhiều. Và đôi lúc bạn cần phải nghĩ thật nhiều hơn trong cuộc đời của bạn để tất cả cái sự hình dung trong tưởng tượng đấy nó được xuất hiện. Và hãy ám thị với tất cả những cái sự hình dung tưởng tượng đó mỗi ngày, kể cả trong cái suy nghĩ của bạn, từng cái giây phút trong cuộc đời của bạn. Và bây giờ hãy tới phần tiếp theo, tin tưởng và khẳng định. Tin tưởng có nghĩa là gì? Bạn tin tưởng vào bản thân bạn hơn người khác tin tưởng vào bạn. Bạn kỳ vọng vào bản thân bạn hơn là người khác kỳ vọng vào chính bản thân bạn. Và bạn biết rồi đấy, bạn càng tin
thì cái năng lượng của bạn càng đến. Bạn cũng cần phải khẳng định rằng bạn là người tuyệt vời, bạn là người may mắn, bạn là người thành công, bạn là người hạnh phúc. Cộng thêm những cái nguồn lực khác thì nó sẽ hút vào cho bạn và sẽ tạo cho bạn những cái cuộc đời ngoạn mục hơn rất nhiều. Và luật hấp dẫn, tần số sẽ mang đến cho bạn. Khi bạn phát ra cái tần số đó thì tất cả mọi thứ nó sẽ hỗ trợ cho các bạn và bạn sẽ đạt ước mơ của đời mình. Và bây giờ hãy tới bước tiếp theo vô cùng quan trọng, đó chính là hành động. Hành động mới tạo ra kết quả. Hành động là cách của những người thành công họ làm việc. Hành động bằng niềm tin của bạn, bằng sự tưởng tượng của bạn, bằng cái kế hoạch bạn đã đặt ra. Ngày hôm nay bạn đã hiểu rằng luật hấp dẫn nó hoạt động khi mà bạn hành động nó. Bạn có thể gửi tới vũ trụ một cái điều rất tuyệt vời, nhưng nếu bạn không hành động nó thì kết quả cũng sẽ không tạo ra đâu ạ. Và hãy hành động với 100% năng lượng. Hãy hành động để tạo ra kết quả thực sự cho cuộc đời của bạn. Hành động ngay cả khi mà bạn cảm thấy bạn đi xuống thì bạn vẫn hành động để cái năng lượng đi lên. Và bây giờ hãy tới phần tiếp theo. Hãy đón nhận. Đón nhận đó chính là một cái cách tuyệt vời để bạn đạt được những sự thành công cho cuộc đời của bạn. Bạn đón nhận những cái gì? Bạn đón nhận năng lượng mỗi ngày, bạn đón nhận tình yêu thương mỗi ngày, bạn đón nhận bởi những cái thứ có thể xảy ra trong cuộc đời của bạn, thậm chí kể cả những cái cảm xúc xấu. Và đón nhận, bạn phải sẵn sàng với tất cả mọi thứ. Nhưng bạn biết cái cách khi mà gặp điều xấu, bạn hãy biến nó trở nên tốt hơn. Và đón nhận luôn luôn để giúp cho bạn thành công hơn trong cuộc đời này nhiều hơn. Bởi vì ngày hôm nay tất cả mọi thứ đã đến với bạn. Vũ trụ giang rộng vòng tay đón tất cả những cái kết quả của bạn. Và mẹ trái đất cũng ôm các bạn vào lòng để tạo cho bạn những cái tình yêu thương, để giúp cho bạn nhiều hơn. Đón nhận, đó là chính là cái cách cái con người của bạn mở ra với thế giới. Và bây giờ hãy tới phần cuối cùng, ngồi thiền. Thiền là một cái cách để chúng ta có thể kết nối với cơ thể của mình, tạo sự bình an, tạo ra cái sự cảm nhận về cơ thể. Ngồi thiền để chúng ta mở ra một cái nguồn năng lượng mới cho chính con người của bạn. Ngồi thiền là cách để kết nối với vũ trụ, với một thế giới rộng lớn bao la, để giúp chúng ta có thể đạt được những điều chúng ta mong muốn. Và ngồi thiền cũng là cái cách để bạn tìm lại chính bản thân bạn. Và các bạn biết không, với tất cả những người thành công thì họ đều tìm cho họ những cái khoảnh khắc thư giãn, những khoảnh khắc tuyệt vời để họ cảm nhận về con người của họ. Họ có thể giao tiếp với chính họ, giao tiếp với thế giới. Ngồi thiền là cái cách để chúng ta có thể tạo ra cho một cái tần số để chúng ta lấy được những cái điều tuyệt vời từ cái thế giới quan của tất cả chúng ta. Các bạn biết không, với tất cả những gì tôi vừa chia sẻ cho bạn thì có thể giúp cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn trong cuộc đời này. Hãy ứng dụng điều đó như một cái món quà của Thượng Đế mang đến cho các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là các bạn đã được nghe tôi chia sẻ 8 bước để ứng dụng luật hấp dẫn. Các bạn biết không, với tất cả những gì tôi đã chia sẻ thì bằng kinh nghiệm của tôi, bằng những gì tôi học được và bằng kể cả những cái thứ trên vũ trụ này nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nếu bạn cảm thấy hay thì hãy subscribe kênh của tôi và hãy chia sẻ cho thật nhiều người khác các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.